Blackpink lộ tình trạng hợp đồng cá nhân với YG, nghi vấn chỉ có 2/4 thành viên tiếp tục tái ký. Tình trạng hợp đồng nhóm của Blackpink và YG dù đã được tái ký, thế nhưng nhiều fan vẫn lo lắng vì hợp đồng cá nhân vẫn chưa được công bố. Theo truyền thông Hàn, chỉ có 2/4 thành viên tiếp tục tái ký với YG. Sau 4 tháng ngồi trên đống lửa, cuối cùng Blink đã có thể thở phào khi YG thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Blackpink. Jang Hoon-suk cho biết sẽ hậu thuẫn vững chắc, cố hết sức để Blackpink tỏa sáng rực rỡ trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Dù Blackpink hiện đã tái ký hợp đồng với YG, nhưng một bộ phận người hâm mộ cũng không khỏi lo lắng bởi hợp đồng tái ký chỉ mang mục đích hoạt động nhóm. Riêng với hợp đồng cá nhân, trong ngày 6 tháng 12, quan chức YG cho biết hiện giữa công ty và các thành viên đang thảo luận. Vào sáng ngày 7 tháng 12, Dispatch đã đưa thông tin về việc Jang Hoon-suk là người hưởng lợi nhất sau khi Blackpink tái ký hợp đồng. Đặc biệt, trang tin Dispatch còn tiết lộ trong bài viết, dù YG đã gia hạn hợp đồng với Blackpink về hoạt động nhóm, nhưng họ vẫn đang thảo luận về các hoạt động cá nhân. Được biết, một số thành viên đã bày tỏ ý định đi theo con đường riêng của mình hơn là với YG khi nói đến hoạt động cá nhân. Cụ thể, nếu như Blackpink ký hợp đồng nhóm nhưng không ký hợp đồng cá nhân với YG mà chuyển sang những công ty khác nhau, bốn thành viên Blackpink sẽ chỉ cùng tham gia hoạt động chung của nhóm dưới trướng YG như album nhóm, các concert, chuyến lưu diễn World Tour. Trước đó đã có nhiều thông tin lan truyền về việc bốn thành viên Blackpink đang đàm phán điều khoản với các công ty khác nhau. Rose bị bắt gặp có cuộc gặp riêng với Ron Penny, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng thu âm Columbia Records của Mỹ. Lisa nhiều lần được truyền thông Hàn nhấn mạnh việc sớm quyết định đi theo con đường riêng của mình. Riêng Jisoo và Jennie từng có thông tin được truyền thông Hàn đưa ra khi cả hai sẽ thành lập công ty quản lý riêng. Dẫu vậy, tờ Mugwa Imbo của Hàn Quốc từng tiết lộ có 2/4 thành viên đang cân nhắc việc tiếp tục ký hợp đồng cá nhân với YG. Một lãnh đạo trong ngành giải trí cho biết có nơi trả trước hàng chục tỷ won để chiêu mộ họ. Tuy nhiên, có thành viên cho rằng hợp tác với YG sẽ hiệu quả hơn vì công ty đã nhiều kinh nghiệm hỗ trợ các hoạt động của Blackpink cho đến nay, nên họ vẫn đang liên lạc với YG. Nói về Jang Hoon-suk, trong sáng 7 tháng 12, trang tin Dispatch của truyền thông Hàn Quốc còn cho biết Jang Hoon-suk, giám đốc sản xuất YG và cũng là cổ đông lớn nhất của YG, trở thành người hưởng lợi nhiều nhất khi giá trị cổ phiếu của ông tăng sấp xỉ 38,8 tỷ won, khoảng 735 tỷ Việt Nam đồng chỉ trong vòng một ngày. Giá cổ phiếu của YG cho thấy sức mạnh nhờ thông tin đã ký gia hạn hợp đồng với toàn bộ thành viên Blackpink. Với thông báo đã ký hợp đồng độc quyền với Blackpink về hoạt động nhóm, bốn thành viên gồm Jisoo, Jennie, Rose và Lisa sẽ được hoạt động dưới sự chỉ đạo của YG. Giám đốc Jang Hoon-suk cho biết, tôi rất vui khi có thể duy trì mối quan hệ này với Blackpink. Trong tương lai, Blackpink sẽ cố gắng hết sức để tỏa sáng rực rỡ hơn nữa trên thị trường âm nhạc toàn cầu, cũng như trong thị trường các nghệ sĩ K-pop. Chúng tôi gửi gắm sự ủng hộ cũng như niềm tin vững chắc vào các hoạt động trong tương lai của họ. Jang Hoon-suk, cổ đông lớn nhất của YG, hiện đang nắm giữ 16,87% và được coi là người hưởng lợi lớn nhất từ sự tăng vọt của cổ phiếu sau tin tức tái ký hợp đồng với Blackpink. Dựa trên giá đóng cửa ngày hôm trước 48.000 won, giá trị cổ phần của ông Jang hiện đang sở hữu hơn 151 tỷ won. Nhưng sau tin tái ký hợp đồng, giá trị cổ phần hiện đã đạt hơn 190 tỷ won, tương đương khoảng 3,4 nghìn tỷ đồng.